xem phim nha chị. Trời đất ơi, thì một cái gớm như vậy sao nhiều xem mê quá vậy. Ok, nếu vậy thì bây giờ tôi sẽ qua phòng sim. Sau đó thì tôi sẽ xem là rốt cuộc là điện thoại Simi thì có những trò chơi gì nha mọi người. Let's go. Ok, cảm ơn. Đây là điện thoại của Sim nha mọi người. Trời ơi, có chống nhìn trộm đây, lấy nghiêng này. Hai Simi này, có Simi bên kia, một Simi bên này. Ok, ai chà chà vừa vào tôi thấy hình Sim Sam và Phong này. Tiếp theo là tôi thấy có một game. Có một đợt là tôi cũng muốn chơi cái game này, tôi cũng có chơi rồi nha. Game này cực kỳ đẹp luôn. Rồi tiếp theo. Có người nhặt nhẻo đó bạn, không chơi game nhiều. Không game đâu? Không chơi game. Không chơi game hả? Không, lúc Facebook với TikTok vậy, là lúc YouTube là dù ở chỗ bình thường em giải trí kiểu gì? Nói chung là trong điện thoại em có game, em có Nintendo Switch. Ủa, tôi bình tĩnh. Nếu chị không nhầm thì cái này là mình sẽ gắn thẻ vào đây xong rồi mình chơi đúng không? Đúng rồi. Là em có bao nhiêu thẻ chơi game là em sẽ chơi được từng đấy trò? Đúng rồi. Nói chung là mình mua bao nhiêu thẻ thì mình sẽ chơi được từng đấy trò. Nó hơi bị mắc xíu nhưng mà mình khá là chơi Nintendo đúng không? Wow, người ta chơi xa lắm mọi người, mình chơi không lại, mình chơi game trên điện thoại thôi. Còn lắm thì là máy tính tôi sửa xong rồi nha mọi người. Chứ còn thì sao nó không chơi lại.